Dạ, cảm ơn anh Minh. Con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc Pháp Cú 289. Ê tá mát tha quá sằng nhát tòa, bàn đi tổ xì lá quá sằng ngũ tổ, thiết bá ná gá má, má nặng mắt gần, khiếp bá mề quá, quý sổ thá về. Ê tá mát tha quá sằng nhát tòa, bàn thiết bàn đi tổ xì lá sằng ngũ tổ, niếp bá ná gá má, nặng mắt gần, khiếp bá mề quá. Ê ta mát tha hòa sang nha toa bán đi tô si là sang bút tô ni ba ma gan mà năng quắc trắng khi ba mê hoa vì số tha dê. Ê ta mát tha hòa sang nha toa bán đi tô si là sang bút tô ni ba man ni ba na ga mà năng quắc mặt răng khi ba mê hoa quỳ xô tha dê. Ê ta ma tha hòa sa toa bán đi tô si là sang út tô niệm ba na ra mà năng quắc mặt răng khi ba mê hoa quỳ xô tha dê. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến niết bàn. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và Sương Mai kính mời quý vị nào chưa lên nhé. Có vị nào không? Huynh Quách Thanh Á nè. Dạ, kính chào Huynh, kính mời Huynh. Sa thù lành thầy, kính cảm ơn sư Sương Mai. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ, cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Và con xin đặt kệ kinh Pháp Cú số 289. Ê tăng át tha hòa sang nhà tòa, bán đi tô si la sang vô tô, Nip ba na ga ma nang ma khang khi pa me wa vi so tha ye e tang a tha wa sang nya toa pan di to si la sang vu to ni ba na ga ma nang ma khang khi pa me wa vi so tha ye ai tang a tha wa sang nya toa Pandito sila sang vuto nibbana gamanang magang hipameva viso thaye. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo chỉ giới mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến niết bàn. Bản dịch của ngài Minh Châu. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Bản phổ thơ của ngài Duy Đức và Nam Mô Phật Tha Giá. Còn xin số mic người xin lạc lê tiếp theo. Dạ, kính cảm ơn Huynh Quách Thanh Á. Dạ, Nam Mô Phật Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính định lễ chị đại đức tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả phật tử, con xin đọc và kệ có pháp cú số 289. Ê tăng a tha quá sang nát tô và bằng đi tô si la sang vút tô nip và na gama nằng mát gần khi ba mê qua bi sô tha về. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến niết bàn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình,
Khi mà sự chết sập rình, cô đơn chịu nghiệp, vắng thinh chẳng người, và đó là khổ thượng tọa dưới đất. Ê tăng a tha hòa sang nát ngoan ba đi tô si là sấm vô tô ni ni pa na ga ma năng mạnh găng khi băng mê quang vì số tha dèm ê văn anh tha hòa sâm nánh toán ba đi tô si là sâm bút tô ni băng na ga ma năng mát găng khi ba mê quang vì số tha dèm ê văn anh tha hòa sâm nánh toa ba đi tô si là sâm bút tô ni ba ga na ma năng ba ma gâm ni ba mê hoa vì số tha dèm. Dạ, con đã đọc và kể xong câu pháp cú, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Thích Tâm Phương. Dạ, cảm ơn Đàn Đông Gia Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Tâm Phương Gia Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, Nhật Quỳnh xin lỗi đạo tràng, nãy giờ Nhật Quỳnh không có chức máy. Mới giờ chạy lại thì thấy Tâm Phương mời người kế tiếp rồi, mà không thấy vị nào đưa tay. Dạ, Nhật Quỳnh để cho Nhật Quỳnh xin phép kiểm tra thôi nha. Cái còn có vị nào mới vào chưa đưa tay không? Dạ, cảm ơn Quân Nguyệt. Dạ, vậy là hôm nay đạo tràng vắng quá. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, con một lần nữa thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài pháp của kinh số 289. Dạ, cảm ơn Minh Bác Thanh Á cho bài học. Quỳnh Quá Thanh Á kể rồi hả Quỳnh? Đáng lẽ phạt Quỳnh nha. Hôm nay là dẫn mà Quỳnh kể ít quá, thành ra dư giờ Nhật Quỳnh cố công nha. Dạ, Nhật Quỳnh cố công vừa kể vừa nhìn màn hình, mà nếu mà còn chưa có ai vào đưa bàn tay xinh đẹp lên thì Nhật Quỳnh mời Quỳnh Linh kể tiếp đó. Qua wow, Nhật Quỳnh mới nhắc Trần Đạo vào rồi. Dạ, mến chào Trần Đạo nha. Nhưng mà ở đâu cứu bầu ha. Dạ, Trần Đạo vào có thể cầm mic liền được không? Nhật Quỳnh nhường mic cho Trần Đạo nè. Trần Đạo ơi, Trần Đạo có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, mời Trần Đạo nha. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thân Ma Giá, Nam Mô Sa Cha Giá, con cứ đảnh lễ thực phẩm tính của chú Thượng Đức Tăng kính lễ với cô Tư Mỹ, kính chào với anh chị ở bảo tàng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đặng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể có kinh pháp cú số 289 ạ. Ê tăng a tha hòa sang na toa băng đi tô si là sang hô tô nhịp băng a gia mà mang mất găng khi băng mê qua vì số phá về ê tăng a tha hòa sang nát quá băng đi tô si là sang phú tô nhịp ba a gia mà mang mất găng kiếp ba mê hoa vì số tha dê. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến niết bàn. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê tăng a tha và sanh nhát toa
Băng đi tô si là sang ngũ tô nhịp ba na gia mà năng mắc gắn thiết ba mê qua vì sô phá dương. Lấy ai để bảo trợ ta? Họ hàng con cái hay cha mẹ mình? Khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Dạ, cảm ơn Kinh Quốc Thanh A đã bắt bài ạ. Dạ, con xin gửi mít lại cho đồ tràng ạ. Dạ, xa thú kính cảm ơn Chức Trần Đạo rất là nhiều. Mến chào Xích Tâm Pháp về vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trần Đạo Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Tâm Pháp? Alo, alo, Tâm Pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Nghe rõ phải không? Nghe rõ, giờ cầm mic được không? Nhật Quỳnh mời Tâm Pháp đưa bàn tay lên kệ kinh trước. Rồi, mời Tâm Pháp nha. Chào, đảnh lễ quý ngài và chào đạo tràng luôn. Rồi, mời Tâm Pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Và con kính tri ân đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con kính tri ân chú Quách Thanh Á. Con xin phép đọc câu Phật Nguồn 289. Ê tăng áp tha quá sang nhát tòa bàn đi tô si la sang vút tô nếp ba na găm mát năng mắt găng khiếp ba mê quá qua quý sô thoát về. Biết rõ biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến nết bàn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Ê tăng a tha quả sang nha to bán đi tô si la sang vũ tô nề ba na ca mà năng mắc căng khi ba mê quá quý sô tha về. Lấy ai để bảo ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn nghiệp vắng thinh chẳng lời. Của Hòa Thượng Giới Đức hạt còn chống học lâu quá giờ vô còn đọc à, còn đọc không có được rõ ràng. Dạ, còn kính tri ân đạo tràng. Dạ, còn kính lễ mê tín đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong Vinh. Con xin đọc ôn bài câu Phật cú số 289. Ê tăng áp tha quá sang nhà to ban lý tô si lá sâm vú tô nhíp ba ná gá má năng mắt găng khiếp bá mê quá quý sô thá dê. Ê tăng áp tha quá sang nhà to ban lý tô si lá sâm vú tô nít ba ná giá
má năng mắt răng khiếp bá nề quá quý sô khá dê ê tăng áp thá quá sang nhà tòa anh đi tô si lá sâm bú tô nít pa ná gá má năng mắt răng khiếp bá nề quá quý sô khá dê. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng, con cái hay cha mẹ mình khi mà sự chết rập rình? Cô đơn chịu phận nghiệp, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Bạn khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà cũng dân đã ôn bài xong, mến mời mạnh tay cho sức nghiệp quân. Dạ, sa thú kính cảm ơn rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ quý gia tá ná về giao đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu về giao đạo tràng hơn thật là hơn luôn. Quỳnh bắt ná ngày hôm nay chứ không là dư giờ Nhật Quỳnh mời Quỳnh lên nữa rồi. Rất là hơn cho Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, con xin được công bài Pháp Cú Kinh số 289. Cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á cho bài học. Ê tăng át tha quá sang nhạc tò bàn đi tờ si la sang vũ tờ nịp bà na gá măng na gá năng mặt găng khiếp bá mê quý sô tha dê. Ê tăng át tha quá sang nhạc tò bàn đi tờ si la sang vũ tờ nịp bà na gá ma năng mặt găng khiếp ba mẹ ba quý sô tha dê. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến niết bàn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ê tăng a tha hòa sang nhà to bạn đi tô si là sẵn vũ tô nịp ba na nịp ba ga nịp ba na ga mà năng mặc găng kịp ba mê qua vì số tha về ê tăng ách tha và sang nhà to bạn đi tô si là sang vũ tô nịp ba na ga mà năng mặc găng kịp ba mê qua vì số tha về. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cẩm vân tâm pháp. Xích Trần Đạo, xích Tâm Hương Minh Quách Thanh Á, xích Sương Mai Cô Ấy Minh đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu Pháp Cú Kinh số 290. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trầu hoa lành đại tạng mùi hương
pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản, Phật nhận lời nhân trần dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Tuyệt pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 290. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ bạch sư, cho con xin một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ sa thủ đành thai, con kính nhân mít đến sư. Sa thú lành thai, kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Chậm. Rồi chắc giờ nghe ok rồi. Kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức pháp tính, cùng chư tôn đức hiện diện, và quý cô tu nữ thân chào chư Phật tử. Kính tri ân chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 290. Đây là câu kệ đầu tiên trong phẩm Tát Kinh Na Tra Quắc Cá, là phẩm Linh Tinh. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Matta Sukha Parichaga. Matta Sukha Parichaga. Đoạn thứ 2: Passe Che Vipulang Sukhan. Passe Che Vipulang Sukhan. Đoạn thứ 3: Cha Che Matta Sukhan Thiro. Cha Che Matta Sukhan Thiro. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Sampasang Vipulang Sukhan. Sampasang Vipulang Sukhan. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn 1, chúng ta thấy chỉ có một từ, nhưng mà đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Matta Sukha Parichaga là Matta cộng với là Sukha cộng với là Parichaga. Matta có nghĩa là nhỏ, ít hay là hạn hẹp.
hạn hẹp, không không có rộng lớn. Sukha là hạnh phúc hay là an lạc. Parichaga, Parichaga là sự từ bỏ, dứt bỏ. Chúng ta cũng có thể dịch nữa đó, dịch thêm một từ nữa đó là xả bỏ. Như chúng ta có cái từ cha gá là xả thí, đa na là bố thí, cha gá là xả thí, thì ở đây là parit cha gá là xả thí, xả bỏ. Rồi đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên passe. Passe là động từ passati mà chia theo khả năng cắt, thành ra nó có cái hình thức là passe. khả năng cắt mô thứ ba số ít. Passe đó mình dịch ra là có thể thấy. Có thể thấy hoặc là nên thấy. Từ tiếp theo chê. Chê đây là một cái bất biến từ. Chê có nghĩa là nếu. Nếu mình đề nếu. If trong tiếng Anh. Từ tiếp theo quý phú lăng. Chữ quý phú lăng ở đây nó đối với cái chữ patta ở trên. Chữ patta ở trên mình dịch là ít thì quý phú lăng này là nhiều. Patta ở trên mình dịch là hạn hẹp thì chữ quý phú lăng này mình dịch là rộng lớn. Quý vô lăng là rộng lớn, là nhiều, là to tát. Từ tiếp theo, xuất khăn, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. An lạc hạnh phúc. Đoạn thứ ba của câu kệ. Đoạn thứ ba của câu kệ chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, chát chê. Chát chê đây là động từ chát chát tí mà chia theo khả năng cắt của thứ ba số ít. Thành ra nó có cái hình thức là chát chê. Chát chê này có cái danh từ là cha gá. Thành ra chát chê này đó. Chúng ta dịch đó là từ bỏ, buông bỏ, xả bỏ. Matta su khăn, đây là một hợp từ. Matta cộng với là su khăn, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ cuối cùng, thiro. Thiro là người trí hay là bậc có trí. Bậc trí. Rồi, đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên sampassang. Sampassang có nghĩa là, đây là một cái danh từ từ động từ passati và thêm vào cái tiếp động ngữ sam. Thì động từ passati chúng ta đã lấy nghĩa trên là thấy hay là gặp. Thì thành ra passang đó
chúng ta dịch nghĩa đó là sự thấy hay là sự gặp. Rồi quý Phú Lăng chúng ta đã lấy nghĩa ở trên, Xú Khăn chúng ta cũng đã lấy nghĩa ở trên rồi. À, bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Cái câu đề, câu kệ này đó, nhìn vô văn tự đó thì chúng ta thấy câu kệ này sử dụng mệnh đề nếu. Tức là thỏa điều kiện đó thì đạt được kết quả, còn không thỏa điều kiện thì không đạt được kết quả. Mệnh đề nếu, thành ra chúng ta dịch chữ nếu trước. Chê, ở đoạn thứ hai đó, chê là nếu. Phát xê, à, nếu có thể thấy. Quý Phú Lăng, thấy hay là gặp đó. Thấy ở đây mình hiểu đó là thấy bằng tri kiến, trong thấy bằng, không phải thấy bằng mắt. Chê, nếu phát xê, thấy. Quý Phú Lăng Xú Khăn, sự an lạc rộng lớn. Mắt ta Xú Khăn Parichaga, từ việc từ bỏ sự an lạc hẹp hòi. Hẹp, từ sự an lạc hẹp, hẹp hay là nhỏ. Đến đoạn thứ ba, thi rô bậc trí, chá chê, nên từ bỏ mắt ta Xú Khăn, sự an lạc hẹp. Sự an lạc hẹp. Xăm bát xăng, để thấy, để thấy hay là để gặp được. Quý Phú Lăng Xú Khăn, sự an lạc rộng lớn. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ ngữ và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 290. Kính tri ân Xích Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 290. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno phakkhavato sāvaka saṅkho saṅghaṃ namāmi namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu Pháp Cú số 290. Câu kệ này nằm trong phẩm Pát Kinh Na Cá Quát Gá, phẩm tạp lục hoặc là phẩm linh tinh.
Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại quê Lúc Ná, đề cập đến hạnh nguyện của Ngài. Hạnh nguyện ở đây mình hiểu đó ha, là sở hành hành lối sống của Ngài theo cái nguyện vọng của Ngài, theo ước nguyện của Ngài. Thì xin thưa với quý vị, cái duyên sự này rất là dài. Và với những ai mà thường xuyên nghe Chư Tăng tụng kinh rồi có để ý đó, thì duyên sự này nè cũng là cái duyên của một bài kinh Paritta mà Chư Tăng thường hay tụng cho bà con, cho Phật tử chúng ta mỗi khi có đám tiệc, là bài kinh chúng ta nên đem lòng từ thiện đối với tất cả chúng sanh như Đại Đức Ananda. Duyên sự của cái bài kinh đó, thì ở đây đó, để phục vụ cho cái bài giảng này, thành ra đó là chúng tôi chỉ xin được kể ngắn thôi. Còn bà con chư Phật tử chúng ta muốn hiểu hết được cái duyên sự của bài kinh này đó, thì xin mời quý vị đọc ở trong bộ chú giải Pháp Cú Kinh của Ngài Pháp Minh. Cái duyên sự của cái bài kinh này nói rằng, ở tại thành Sali đã xảy ra ba nạn: đói nè, dịch bệnh nè, và phi nhân nó hoành hành. Thì bây giờ người ta thỉnh Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn 500 vị về. Thì khi mà Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn 500 vị về đó, thì người dân rồi chư thiên phạm thiên long vương cúng dường đến Đức Phật cùng với tăng chúng rất là trọng đại, nào là trang hoàng cờ sướng là lộng, rồi là chư thiên mưa xuống để làm cho các cái tử thi dịch bệnh đang chết đó được sạch sẽ. Rồi bắt đầu đó là vua chúa mới thay phiên nhau cúng dường 5 ngày 7 ngày đến Đức Phật cùng với thánh chúng đầy đủ các loại cao lương mỹ vị. Đó thì Chư Tăng mới bàn tán xôn xao nói rằng đó là quả thật cái ân đức của Đức Phật to lớn, cho nên khiến cho trời người phạm thiên cúng dường đến Ngài và tăng chúng trọng hậu như vậy. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới nói đó, không phải đâu, không phải đó là do Phật lực, do oai lực của Phật mà người ta cúng dường vậy đâu. Tức mình hiểu đó, không phải đó là quả báo sa môn, mà đó đó là cái quả của nhân phước. Và quả của nhân phước tức có nghĩa đó là mình đã từng gieo một cái nhân phước nào đó. Thì bây giờ đó cái nhân phước đó đến thời kỳ trổ quả. Cho nên đó, quả nó ra sum suê vậy. Thì nghe vậy cái bắt đầu Chư Tăng mới thắc mắc là không biết đời sống xa xưa đó, Đức Phật đã tạo cái nhân gì mà cái quả nó ra sum suê vậy, nó trổ đó mỹ mãn vậy. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới kể một cái câu chuyện quá khứ, đó là trong thời kỳ quá khứ tại thành Takasila có một vị Bà La Môn tên là Sankha. Ông có một người con trai tên là Susima. Susima, cái cậu con trai này đến tuổi thành niên đó, thì người cha đó mới gửi con của mình đi học nghiệp nghệ, đi học nghề đó, xin thưa quý vị.
thì gửi đến một người bạn của mình. Thì thanh niên Sushima này đến đó học thành tựu được các loại nghiệp nghệ. À, nhưng mà thấy rằng nếu như đó mà chỉ thành tựu được các cái tri kiến kiến thức là lý thuyết về cái nghiệp nghệ này đó, thì mình cũng chỉ đạt được cái sự an lạc hạnh phúc của cái nghiệp nghệ này thôi. Tức là nghiệp nghệ này nè, có thể cho mình của cải tài sản, có thể cho mình danh vọng địa vị ở trong xã hội này, và mình chỉ đạt được cái an lạc hạnh phúc đó thôi. Mà trong khi đó đó, thanh niên Sushima này mong muốn đạt được cái an lạc hạnh phúc rộng lớn hơn, to lớn hơn. Cho nên mới hỏi thầy của mình chứ, thưa thầy, những cái gì mà thầy biết chỉ có nhiêu đó thôi sao? Cái ông thầy nói, thầy chỉ biết nhiêu đó, thầy đã dạy cho con hết rồi, thầy đâu còn gì nữa đâu. Cái thanh niên Sushima này nói vậy chứ, thưa thầy, có ai đó biết được một cái phương pháp cách thức nào đó đó mà khiến cho mình đạt được đến cứu cánh, đạt được đến an lạc hạnh phúc tối thượng hay không? Thì ông thầy cũng mới nói có. Đó là các cái vị Phật độc giác sống ở trong rừng đó. Thì bắt đầu mới chỉ cho thanh niên Sushima này đi đến gặp các cái vị Phật độc giác. Thì thanh niên Sushima mới đến để thọ giáo cho các cái vị Phật độc giác. Và các vị Phật độc giác mới nói rằng là ta không có dạy đạo, không có truyền thụ lại cho người còn tại gia. Phải đi tu đó, phải xuất gia giống như ta vậy nè, ta mới dạy. Thì thanh niên Sushima này mới đi tu. Mới đi tu. Và thanh niên Sushima này đã học các cái phương pháp, cách thức của các cái vị Phật độc giác, rồi từ đó thực hành theo và chứng đắc được quả vị Phật độc giác. Nhưng mà vì do cái phước thọ của thanh niên Sushima này đó ngắn ít, thành ra thanh niên Sushima này chẳng bao lâu đã viên tịch Niết Bàn. Viên tịch Niết Bàn ở trong trạng thái tuổi còn rất là trẻ. Thì người cha của mình là ông Bà La Môn Săng Khá đó, gửi con đi học lâu rồi mà không có tin tức gì về con cả, cho nên nhớ mới đi đến cái xứ đó để mà tìm con. Thì đi đến đó đó, bắt đầu đó mới hỏi người ta là có một cái chàng thanh niên Sushima từ kinh thành đến đây để học nghề, rồi bà con đây có biết hay không? Thì những người ở xứ Takasila đó mới nói đó là chúng tôi biết có một thanh niên Sushima. Thanh niên Sushima này đó chẳng những đó là tinh thông nghiệp nghệ nè, mà còn tinh thông luôn Tam Phệ Đà nè, và rồi đó đã xuất gia với các vị Phật độc giác và chứng đắc quả vị Phật độc giác luôn. Rồi bây giờ đó viên tịch rồi, và ở đây nè, đây là cái tháp của ngài mà chúng tôi đã kiến tạo để thờ. Thì lúc đó người cha là ông Bà La Môn Săng Khá đó đến cái bảo tháp đó than khóc bi ai, rồi bắt đầu đó là mới nhổ cho sạch cái bảo tháp đó, hốt cát rải sỏi trang hoàng cái bảo tháp đó cho đẹp, tưới nước rửa ráy cái bảo tháp đó cho sạch sẽ, treo cờ rồi treo lọng trên cái bảo tháp đó, rồi bắt đầu đó mới hái qua rừng đó để trang hoàng cúng dường đến cái bảo tháp đó, đến cái bảo tháp đó. Thì xin thưa quý vị đó, giờ nhờ cái nhân cái duyên đó, cái nhân cái duyên là săn sóc làm sạch bảo tháp của Đức Phật độc giác,
cúng dường cờ lọng hoa đến bảo tháp Phật Độc Giác, mà đến cái thời kỳ ngài thành tựu được quả vị chánh đẳng chánh giác đó, thì cái nhân cái duyên quá khứ đó đó nó đến thời kỳ trổ quả, thì thành ra đó là ngài mới được dân chúng ở xứ Sawatthi nè, ở xứ Vesali nè, rồi có vua Bimbisara nữa là ở xứ Rajagaha nè, Long Vương nè, rồi Chư Thiên nè, rồi Phạm Thiên bắt đầu mới cúng dường đến ngài thánh chúng trọng thể như vậy. Sau khi mà ngài nói xong cái tiền tích quá khứ vậy đó, ngài mới dạy các cái vị tỳ kheo này, các tỳ kheo, ông Bà La Môn Sang Khá trong lúc đó đó chính là Như Lai hiện tại. Như Lai đã nhổ sạch cỏ ở chân bảo tháp của Đức Phật Độc Giác Suttima, rồi cúng dường treo cờ lọng hoa đó. Do cái nhân phước đó, đó cho nên hiện tại dân chúng mới dọn dẹp sạch sẽ đường xá này, rồi cúng dường hương hoa đến Như Lai nhiều vô số kể như vậy. Sự này các tỳ kheo, sự cúng dường phát sanh cho Như Lai đó không phải là do nhà Phật lập hay oai lực của Chư Thiên Phạm Thiên, mà phát sanh do phước báo Như Lai đã tạo ở trong quá khứ. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ: Matta sukha paricchaga passe che vipu lang sukham cha che matta sukham thiro sampassang vipu lang sukham. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Đó là cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu ở trong cái bộ chú giải Pháp Cú Kinh. Không biết là cái bản dịch mà quý vị đưa lên có khác không, để chúng tôi đọc thử. Vinh Quách Thanh Á đưa lên: nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Và cũng giống. Rồi bản dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức: xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông. Và đồng thời bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn suối. Cho nên qua ba cái bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Vậy thì qua duyên sự mà chúng tôi kể đó, thì đó chính là cái hướng, cái gợi ý để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong cái câu kệ Bali này. Vậy thì từ duyên sự đó, đó chúng ta hiểu về ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Bali này là như thế nào. Cái duyên sự mà chúng tôi kể cho quý vị đó là Đức Thế Tôn ngài đề cập đến một nè là hạnh nguyện của ngài, thứ hai là hạnh nguyện của Đức Phật Độc Giác Suttima. Đức Phật Độc Giác Suttima từ bỏ gia đình để đi tầm đạo. Mới ban đầu đó là tầm nghiệp nghệ, là đi học nghề đó. Thì vị này đã thành tựu được nghiệp nghệ, tức là học đạt đến cái chỗ tột cùng của người thầy. Người thầy có bao nhiêu cái tuyệt chiêu đó,
là thanh niên xuất xứ Má học hết. Và nếu mà học hết vậy đó thì thanh niên xuất xứ Má sẽ có được nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Từ đó mà có thể tạo ra vô số của cải vật chất nữa, thì là có an lạc hạnh phúc vì có của cải vật chất nữa. Rồi nhất nghệ tinh, nhất thân vinh đó là nhờ cái nghề đó đó mà có thể thành danh. Thì khi thành danh đó là cũng đạt được an lạc hạnh phúc ở trong đời sống. Nhưng mà thanh niên Tsushima đó thấy rằng đó chưa phải là cứu cánh, chưa phải là cái đích, chưa phải là sự an lạc cao tột rộng lớn. Cho nên đó là mới hỏi thầy của mình đó là vậy chứ có ai biết được phương pháp khác đạt đến cái cứu cánh an lạc tối thượng hay không? Thì khi biết được đó là có, cho nên thanh niên Tsushima đã từ bỏ. Đã từ bỏ được cái sự thấu đáo nghiệp nghệ đó mà đi tầm cầu một cái phương pháp cách thức khác để đạt được an lạc rộng lớn hơn, đó là đi tu để trở thành Phật độc giác. Thì khi mà thành tựu được quả vị Phật độc giác đó, thì lúc đó, đó là đạt được cái an lạc rộng lớn hơn, to lớn hơn, rộng lớn hơn, to lớn hơn. Thì duyên sự đó đó rồi mở cho chúng ta hiểu cái câu kệ này. Rồi tới sở hành của Đức Thế Tôn là khi mà Ngài còn là Bà La Môn Sang Khá. Là Ngài cũng nuôi dạy con cái nè, hỗ trợ tạo điều kiện cho con cái được thành danh. Nhưng mà Ngài không có níu, Ngài không có níu kéo, Ngài không có ôm giữ, Ngài không có dính mắt vào con cái. Cho nên là Ngài mới cho con cái đi xa, cho con cái đi tu. Và rồi khi con trở thành Phật thì Ngài cũng không có gì vậy mà nghĩ rằng ta là cha thì là phải như thế này như thế kia. Mà Ngài vẫn công nhận đó là một vị Phật. Tức là Ngài vẫn công nhận cái thiện, Ngài vẫn công nhận cái đúng, Ngài vẫn công nhận cái chân lý, Ngài vẫn công nhận cái hạnh phúc cao tột, hạ mình để phục dịch, phục vụ, chăm sóc, săn sóc ra bằng cách đó là quét dọn bảo tháp, trang trí cờ lộng, đi lấy hoa cúng dường bảo tháp. Nhưng mà rồi đó là Ngài cũng không có ôm giữ, Ngài cũng không có ôm giữ bởi những cái việc làm đó, Ngài cũng từ bỏ. Nhờ vậy đó cho nên lại gì, xin thưa quý vị, sau này Ngài mới thành Phật được. Thì khi kiếp chót của Ngài nè, Ngài là một thái tử, được vua cha Tịnh Phạn rất là yêu thương, xây cho 3 tòa lâu đài để sống trong 3 mùa thích hợp. Đến tuổi trưởng thành đó là cưới cho một cô vợ cực kỳ xinh đẹp. Rồi xong đó là có một đứa con kháu khỉnh dễ thương. Thì có nghĩa là gì? Ngài. Truyền ngôi vua luôn. Vậy là Ngài nè cũng có cơ thể khỏe mạnh nè, có tri kiến nè, rộng rãi nè, có vợ đẹp nè, có con ngoan nè, có nghề nghiệp ổn định nè, có danh vọng địa vị thuộc hạng top trong xã hội nè. Nhưng mà thử hỏi quý vị chứ Ngài có ôm giữ lại không? Không. Năm 29 tuổi Ngài bỏ mấy cái đó hết. Ngài từ bỏ mấy cái đó hết để đi tầm cầu một cái an lạc hạnh phúc to hơn, rộng lớn hơn. Đó, bắt đầu đó là Ngài mới đi tầm sư học đạo. Đi tầm sư học đạo nè, thì Ngài thành tựu được các loại thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì không vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Nhưng mà rồi thử hỏi bà con, chứ Ngài có giữ lại mấy cái đó không?
Ngài có ôm chặt vô mấy cái đó không? Mấy cái đó là an lạc hạnh phúc lắm đó, xin thưa quý vị. Không, Ngài cũng bỏ luôn. Dạ, Ngài cũng bỏ luôn. Bởi sao à? Cái an lạc hạnh phúc đó chưa phải là cứu cánh. An lạc hạnh phúc đó cũng di khiến cho Ngài đó còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Cho nên Ngài mới từ bỏ, giống như đó là thanh niên Tsushima vậy đó. Bỏ à, thì bắt đầu đó là Ngài mới sau thời gian khổ hạnh cái mới ăn cơm địa hồ đó của Ngài Suchata cúng dường à, thì lúc đó đó ở dưới tại cội cây Bồ Đề, Ngài đã thành tựu được cứu cánh an lạc, tức là đạt được cái sự an lạc hạnh phúc đỉnh cứu cánh tột cùng rộng lớn. Và cái an lạc hạnh phúc đó của Ngài đó đã mang lại, đem lại cho chúng sinh khắp các nơi có được an lạc hạnh phúc cũng rộng lớn giống như Ngài vậy đó. Thì qua duyên sự đó chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ này là như vậy. À, từ cái chỗ đó đó chúng ta mới hiểu được là an lạc hạnh phúc nhỏ hẹp và an lạc hạnh phúc to rộng rãi là như thế nào. Và từ bỏ nó à, thì phải như thế nào mình mới từ bỏ được? Ở trong cái bài kinh Đa Thọ đó, trong bài kinh Đa Thọ trong Trung Bộ Kinh đó, xin thưa quý vị, à, thì ở trong đó đó Đức Thế Tôn Ngài mới dạy có nhiều cái cấp độ của sự an lạc hạnh phúc à. An lạc hạnh phúc thấp cho đến an lạc hạnh phúc cao. Vậy thì an lạc hạnh phúc thấp ở đây đó mình hiểu là gì? Là an lạc hạnh phúc nhỏ, an lạc hạnh phúc càng hẹp. Còn an lạc hạnh phúc mà lên càng cao á, thì đó chính là an lạc hạnh phúc to lớn, an lạc hạnh phúc rộng lớn. À, thì bài kinh Đa Thọ đó, đó Đức Thế Tôn Ngài dạy có bao nhiêu cấp độ của sự an lạc hạnh phúc. Thứ nhất đó, là an lạc hạnh phúc do thụ hưởng dục lạc ngũ trần. Do thụ hưởng dục lạc ngũ trần. Thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình mà giàu có đó thì mình có được an lạc hạnh phúc chứ thú gì? Có. An lạc hạnh phúc do gì? Mình có của cải à, do có của cải à, thì như vậy đó, có nghĩa rằng là mình mà có danh vọng địa vị đó thì mình cũng có được cái an lạc hạnh phúc của cái có danh vọng địa vị đó. À, nhưng mà thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta chứ ha, mình có của cả tài sản vật chất vậy đó, có danh vọng địa vị vậy đó, thì mình có được cái an lạc hạnh phúc đó. Nhưng mà an lạc hạnh phúc đó nó có thường không? Nó có đồng đều không? Không. Có nhiều của cải tài sản vật chất danh vọng địa vị cao sang vậy hết, thì mình có thể thưởng thức tất cả các món ăn ngon cao lương mỹ vị ở trên cuộc đời này à, nhưng mà thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta chứ, cái sự thưởng thức đó đó hôm nay nó có giống với ngày mai không? Ngày mai nó có giống với ngày mốt không? Không. Tại sao à? Là nó tùy thuộc vào cái tâm trạng của mình. Một món ăn cao lương mỹ vị giống như nhau, mà hôm nay mình ăn đó thì mình cảm nhận nó vậy, ngày mai mình ăn đó mình cảm nhận nó khác, ngày mốt mình ăn đó mình cảm nhận nó khác à, điều đó có nghĩa rằng là thụ hưởng dục lạc ngũ trần này, cái sự an lạc hạnh phúc nó không có đồng đều nhau, mà nó khác. Nó khác đó là tùy do cái tâm trạng của mình nó khác, tùy do thời gian nó khác, tùy do không gian
do có cái khác đó đó, cho nên tất yếu dẫn đến là gì? Bất mãn, khó chịu, bực bội. À thì đó chính là cái mặt trái, mặt trái của cái việc thụ hưởng dục lạc ngũ trần. À chính vì cái chỗ đó đó mà an lạc của việc thụ hưởng dục lạc ngũ trần này nó cũng còn hạn hẹp. Dạ cũng còn hạn hẹp. À cho nên là có một cái loại an lạc hạnh phúc khác cao hơn tí. Đó là an lạc hạnh phúc của sơ thiền. Ở trên sơ thiền là nhị thiền, trên nhị thiền là tam thiền, trên tam thiền là tứ thiền, trên tứ thiền là ngũ thiền. Năm tầng thiền này đó là an lạc hạnh phúc của thiền sắc giới. Cái an lạc hạnh phúc của thiền sắc giới này nè, mặc dù nó còn vướng, nó còn dính dấp đến cái sắc. À, cái sắc. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái an lạc hạnh phúc này nó vẫn cao hơn gấp ngàn, gấp tỷ 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 lần của cái an lạc hạnh phúc do được thụ hưởng dục lạc ngũ trần. Bởi sao? Vì an lạc hạnh phúc của thiền này đó, nó không có khác nhau. Dạ, nó không có khác nhau. Hôm nay mình nhập vô tầng sơ thiền, mình sẽ đạt được cái an lạc do ly dục, ly cả ở bất thiện pháp. Thì ngày mai, ngày mốt hoặc là năm tới năm kia đó, mình nhập lại cái tầng sơ thiền này nè, mình cũng đạt được cái sự an lạc tương tự giống hết vậy, cũng là an lạc do ly dục ly cả bất thiện pháp. Yeah. Nó đã nó sung sướng vậy đó. À, chính vì vậy đó cho nên cái an lạc của chúng tôi gộp cả năm tầng thiền của sắc giới lại là một an lạc hạnh phúc ở trong các cái tầng thiền sắc giới này, nó cao hơn là an lạc hạnh phúc của an lạc hạnh phúc được thụ hưởng dục lạc ngũ trần. À, nhưng mà vẫn còn liên hệ đến sắc, cho nên đó là nó vẫn còn hạn hẹp, vẫn còn thấp kém, vẫn còn nhỏ nhen so với an lạc hạnh phúc của thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Mỗi một tầng thiền cao hơn vậy đó thì sự an lạc hạnh phúc nó cao hơn. Nhưng mà bốn tầng thiền này đó là thuộc về vô sắc, không liên hệ đến các sắc. À, cho nên đó là an lạc hạnh phúc nó sẽ cao hơn là an lạc hạnh phúc ở trong thiền sắc giới. Và đạt đến cái chỗ, đạt đến cái trạng thái, đạt đến cái trình độ thiền vô sắc đó đó, à, thì an lạc lắm, hạnh phúc lắm. An lạc hạnh phúc ở trong đó đó ổn định hơn, kéo dài lâu hơn là an lạc hạnh phúc ở trong thiền sắc giới. À, nhưng mà xin thưa quý vị, đó là an lạc hạnh phúc của thiền sắc giới nè, an lạc hạnh phúc của thiền vô sắc giới nè, vẫn còn có thể bị hoại, bị mất đi. Và sẽ làm cho các ác bất thiện pháp nó sanh khởi trở lại. À, cho nên cái an lạc hạnh phúc đó đó vẫn còn hạn chế, vẫn còn hạn hẹp, vẫn còn nhỏ nhoi, chưa có rộng lớn. Thành ra trong bài kinh Đa Thọ đó mới đề cập đến một loại an lạc khác, cao hơn, đỉnh hơn, cứu cánh hơn. Đó chính là an lạc của diệt thọ tưởng định. À, mà muốn đạt được đến cái an lạc hạnh phúc của diệt thọ tưởng định đó thì phải là bậc thánh. Mà bậc thánh ở đây đó phải là bậc tam quả trở lên. Tam quả trở lên rồi chứng đắc được thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thì mới có khả năng nhập được thiền diệt thọ tưởng định. Thiền diệt thọ tưởng định là sao ạ? Là ngay khi an trú tâm của mình vào ở trong đề mục đó đó, à thì tâm thức tạm thời đó không có sanh, không có diệt. Con người hay là chúng sinh ngay lúc đó nó giống như một con búp bê vậy đó. Chào một con búp bê.
À, cho nên đó là mới đạt được cái an lạc đến gọi là đỉnh. An lạc đạt đến đỉnh khi nào mà không còn bị chi phối bởi bất kỳ một cái chi nữa. Nó không còn chi phối bởi sự vận hành của pháp vũ vi. Mà đạt đến được cái trạng thái vô vi thì đó mới là an lạc hạnh phúc tối thượng. Ra an lạc hạnh phúc tối thượng. Vậy thì lạc to là vậy. Lạc lớn là vậy. Lạc rộng, rộng lớn là như vậy. Thì vấn đề ở đây đó là chúng sinh có thì chịu từ bỏ cái hạnh phúc hẹp hòi, hạnh phúc nhỏ nhoi hay không đó. Xin thưa quý vị đó, để đạt được, để mà từ bỏ được đó ha, thì chúng ta thấy đó là người đó cũng phải có cái tâm cương quyết dữ, phải có cái tâm tu dữ lắm, phải có một cái ý nghĩ nè ha, là khi nào mà còn sanh, còn già, còn bệnh, còn chết đó là còn vô vàn thứ khổ và sợ hãi đối với cái sự khổ đó đó, cho nên là gì, người ta mới cố gắng tích cực siêng năng tinh tấn tận sức mình tu tập chết bỏ, để sao đó tìm cho được cái không sanh, không già, không bệnh, không chết đó, thì mới cam tâm tình nguyện từ bỏ những cái hạnh phúc hẹp hòi nhỏ nhen để đạt cho được cái hạnh phúc cao tột lớn lao đỉnh. Minh chứng cho cái điều này nè. Và đi theo các cái bước từ bỏ đó, thì chúng ta sẽ bắt gặp ở trong cái bài kinh gọi là bài kinh Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây, cũng có trong bộ Trung Bộ Kinh. Đó là có những thiện nam tử nữ nhân sợ hãi đối với khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Để bắt đầu đó là gì? Mong muốn đi tầm cầu, đi tìm tòi cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thì đi tìm cái không sanh, không già, không bệnh, không chết thì xin thưa quý vị, đó là chỉ có đi tu. Mình hiểu là vậy đó. Là chỉ có đi theo Đức Phật, chỉ có học giáo lý của Ngài, rồi cố gắng thực hành theo thôi, thì mới đạt đến được cái chỗ không sanh, không già, không bệnh, không chết, hay là đạt được đến cái chỗ an lạc hạnh phúc rộng lớn. Nhưng mà thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta chứ, tất cả thiện nam nè, tín nữ nè, khi mà đi tu vậy đó thì đều đạt được đến cứu cánh hết hay là không? Chúng ta có thể trả lời là hên xui. Thì trong cái bài kinh này mới nói đó là có những người vậy đó, thiện nam tín nữ nè, sợ hãi đối với khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, vậy cái bắt đầu đó là mới đi tìm cái chỗ không sanh, không già, không bệnh, không chết, để mới đi tu, mới tu tập, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Để bắt đầu là gì? Khi mà tu, tập tu đó, thì xin thưa quý vị đó ha, khi mà đi tu á, đi tu mình hiểu đó là xuất gia, đó là từ bỏ cái hình thức người tại gia, rồi thay vào đó là cái hình thức tu sĩ. Thì cái hình thức tu sĩ này đó chúng ta hiểu rộng ra ha. Hình thức tu sĩ theo kiểu Nam Tông, hình thức tu sĩ theo kiểu Bắc Tông, hình thức tu sĩ theo kiểu Khắc Sĩ, hình thức tu sĩ theo kiểu Chúa, hình thức tu sĩ theo kiểu Bà La Môn, hình thức tu sĩ theo kiểu Hồi giáo, vân vân. Thì cứ hễ khi mà từ bỏ cái hình thức người tại gia trở thành hình thức người tu sĩ, thì lúc đó, đó lập tức sẽ có được quả báo Sa Môn hình tướng. Dạ, quả báo Sa Môn hình tướng. Quý vị thấy mấy người tu đó, quý vị có chào hỏi họ không? Có đảnh lễ họ không? Có cúng quải không? Có.
mình dễ khởi lên cái niềm tin khi mình gặp người ta có cái hình thức tu hành. Từ cái chỗ đó đó là mình dễ khởi lên cái sự cung kính. Từ cái chỗ đó mình mới dễ khởi lên cái tâm từ tâm bi để mà mình cúng dường. Để mình cúng dường. Như vậy thì trong quá trình đi tầm cầu cái không sanh không giảm chết đó đó, cái trở thành người tu nè, cái bắt đầu là gì? Được người ta cúng dường nè, được người ta kính cung kính kính trọng nè, thì tức là gì? Được lợi đắc nè, được danh vọng nè, được cung kính nè, cái bắt đầu là thấy ồ, hạnh phúc rồi, an lạc rồi, ngon lành quá. Hồi lúc mà mình còn ở đời, còn ở nhà đó, dù cho mình là cái gì, giám đốc, trưởng phòng là cũng đâu có được người ta lại lục vậy đâu, cũng được, đâu có được người ta kính cẩn vậy đâu. Ngon quá, sung sướng quá, bắt đầu dính mắt vô đó. Như vậy có nghĩa là chết rồi, là chết bởi cái an lạc hạnh phúc của lợi đắc danh vọng cung kính. Thì thành ra là gì? Tâm của người đó tương đối đó là yếu, là mềm, chưa có cương quyết. Do vậy là gì? Phải làm cho tâm của mình đó nó cứng cáp lên, nó mạnh mẽ lên, nó rắn rỏi lên, phải biết khước từ lợi đắc danh vọng cung kính đó. Thì khi mà khước từ đi cái lợi đắc danh vọng cung kính đó, bắt đầu mới yên ổn, mới hoan hỷ, mới vui thích đối với đời sống tu học. Từ chỗ đó đó thì sự thúc liễm thân tâm trao dồi với định tuệ đó mới đạt được đến một cái tầm cao hơn, là thành tựu được các giới đức, tức là thu thúc được thân hành nè, khẩu hành nè, ý hành nè, không tạo ra các ác nghiệp, như là không có sát sanh, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói láo nè, nói hai lưỡi, nói đập thọc nè, nói nhảm nhí vô ích nè. Ý đó thì là không có suy nghĩ tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thành tựu được giới đức là từ bỏ được các cái ác nghiệp đó, ác nghiệp thô đó. Thì thấy rằng mình đã thành tựu được giới đức rồi, mình đã thu thúc điện nè, mình đã thu thúc được cái thân nè, mình đã thu thúc được cái ý nè. Bắt đầu ngó qua nhìn về, nhìn lui, nhìn tới, nhìn trên, nhìn xuống, thấy ô trời, sao người ta đi tu giống mình tâm giống mình vậy trơn. Mình thì lo thu thúc gìn giữ cái miệng thấy mồ luôn, còn trong khi đó mấy người tu kia đó thì là tự tại vô ngại giải đạo, ý rằng cái miệng là của mình, muốn nói gì nói, muốn dạy dỗ ai lúc nào dạy dỗ. Cái từ đó là gì? Tự hào, khen mình, chê bai người khác. Thì khi mà tự hào, tự mãn, tự kêu với cái thành tựu của mình thì cũng tức là gì? Dính mắc, chết dí vào ở cái chỗ đó. Và như vậy xem như cái tiến trình đi tầm cầu sự không sanh, không già, không bệnh, không chết đó, bị chặn lại. Sẽ như bị chặn lại vậy là gì? Do cái tâm của người đó còn yếu, còn mềm. Cho nên thành ra là gì? Với những ai mà tâm cương quyết mạnh mẽ này thì khiết khước từ luôn, từ bỏ luôn. Thành tựu giới đó, đó chưa phải là cái gì. Và chưa phải là cái gì. Giống như thanh niên Tsushima vậy, đã đạt đến được cái đích đỉnh của nghiệp nghệ rồi đó mà thấy rằng nè, vẫn chưa đạt được cái an lạc hạnh phúc tột cùng, cho nên phải đi tìm cầu cái cao hơn. Hay là giống như Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, đã thành tựu được các loại tầng thiên rồi mà thấy rằng nè, nó chưa cao, nó chưa phải là đỉnh, nó chưa phải là nắp, thành ra từ bỏ đi tìm tiếp. Thì bắt đầu đó người ta mới từ bỏ đi cái sự thành tựu của giới đó, tiếp tục thúc liễm thân tâm trao dồi giới định tuệ để đạt được các tầng thiền, là đạt được thiền sắc giới nè, đạt được thiền vô sắc giới nè,
Thì khi đạt được thiền sắc giới, đạt được thiền vô sắc giới thì cái sự an lạc hạnh phúc cao, cao hơn là mình thành tựu được giới đức nè, cao hơn là mình có được lợi đắc danh vọng cung kính nữa. An lạc hạnh phúc nói theo kiểu người đời đó là như tiên đó, nhưng mà thật ra là nó hơn tiên. À, tiên mình hiểu là đôi khi đó là chư thiên ở cõi dục thôi. Còn mà mình mà đắc được các cái thần thiền đó, nhập vào các cái thần thiền đó, thì sự an lạc hạnh phúc đó đó là an lạc hạnh phúc của phạm thiên. Phạm thiên sắc giới nè, phạm thiên vô sắc giới nè, thì an lạc hạnh phúc của phạm thiên sắc giới cao hơn là chư thiên dục giới. Phạm thiên vô sắc giới thì cao hơn, thanh tịnh hơn là phạm thiên sắc giới. Cho nên thấy nó đã quá rồi, nó an lạc quá rồi, nó hạnh phúc quá rồi, thành ra là gì? Rồi, như thế đủ rồi. Tu hành nữa đó, chán lắm, khổ lắm. À, người ta thương mình thì ta cúng cho mình nãy kia, người ta không thương mình cái bắt đầu là gì? Người ta để cho mình nằm cho queo chỗ. À, cuộc sống tu đó nó bạc bẽo quá. Thôi, an lạc hạnh phúc vậy là đủ rồi. À, thì những người mà khởi lên cái ý nghĩ vậy, cái bắt đầu chết dí ở trong cái sự an lạc hạnh phúc của thiền định đó đó, là xem như cái tiến trình đi tầm cầu cái không sanh không già không bệnh không chết đó đó bị chặn lại, bị dừng lại. Vậy có nghĩa đó là tâm của người đó cũng chưa có mạnh, chưa có cương quyết. Cho nên với những ai mà tâm mạnh cương quyết là phải từ bỏ luôn, từ bỏ cái sự an lạc đó, giống như đó là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vậy. Thành tựu được đến tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng mà thấy rằng cái này chưa có phải là đích. À, cái này đó vẫn còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, cho nên đó là từ bỏ đi tầm cầu cái khác. À, thì sau khi từ bỏ an lạc hạnh phúc trong tầng các tầng thiền đó rồi, vị này tiếp tục thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, thành tựu được các loại tri kiến, tức là thần thông phát sanh lên từ các loại thiền này, thì có khả năng đó là đi mây về gió nè, độn thổ xuyên không nè, nghe được âm thanh của chư thiên, nghe được tiếng nói xa vời vợi, thấy được vật vi tế. Cho nên đó là thấy an lạc hạnh phúc vô cùng, thấy quay phong lẫm liệt, thành ra là gì? Dính mắc vào đó, chết dí vào đó. Thì khi mà dính mắc vào cái gì, chết dí vào cái gì, có nghĩa đó là cái tiến trình đó của anh đã bị dừng lại. Mà như vậy thì có nghĩa rằng là tâm của anh vẫn còn mềm, vẫn còn yếu, chưa cương quyết, chưa kiên định. À, thì thành ra đó là đạt đến được cái chỗ đó, thấy rằng các cái thần thông thắng trí đó nó có rồi, nó cũng mất đi vậy. À, vậy nếu mà nó có rồi nó mất đi thì có nghĩa rằng là mình cũng vẫn còn cứ bị nằm luẩn quẩn ở trong cái vòng sanh, già, bệnh, chết. Cho nên từ bỏ các cái thần thông thắng trí đó, tiếp tục thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, đạt được đến tâm giải thoát bất động. À, tâm giải thoát bất động ở đây có nghĩa là đạt đến được cứu cánh đời sống tu hành, đạt được đến trình độ A-la-hán. À, thì khi đó đó mới đạt được cái sự an lạc hạnh phúc tột độ. Đó, từ bỏ là phải như vậy đó, xin thưa quý vị. À, phải thấy rõ được cái an lạc hạnh phúc của mình có được ở đây nè, nó vẫn còn hạn hẹp. Cái an lạc hạnh phúc của mình đạt được ở đây nè, nó vẫn còn nằm ở trong cái vòng sanh, già, bệnh, chết. Rồi từ cái chỗ đó đó mà cương quyết phấn đấu để từ bỏ nó, thì mới đạt được đến cái an lạc hạnh phúc cao hơn. Trong đời sống này, khi chúng ta chưa có khả năng để đạt được những cái an lạc hạnh phúc cao tột vậy đó, thì mình phải dựa vào chính bản thân của mình. Mình phải biết được mình là ai, khả năng tới đâu. À, để từ cái chỗ đó đó mà mình có thể từ bỏ dần dần những cái gì đó đó mà với cái khả năng của mình hiểu rằng đó là
những cái an lạc hạnh phúc còn hạn hẹp. Nhờ vậy đó, mình mới có thể đạt được đến cái chỗ an lạc hạnh phúc cao lớn hơn, đạt được đến cái chỗ hiểu biết rộng lớn hơn. Nhờ vậy đó mà mình mới có được cái sự tiến bộ. Sự tiến bộ này đó sẽ vượt bậc theo thời gian năm tháng, theo kiếp sống của mình. Thì ước mong tất cả chúng ta qua cái bài kinh này cố gắng làm sao đó để nhận ra cho được cái gì là hạn hẹp và cái gì là rộng lớn, để cương quyết từ bỏ những cái gì hạn hẹp thì mình mới có thể đạt được đến những cái gì rộng lớn hơn. Và nhờ có cái sự từ bỏ đó đó thì mình mới có thể đạt được đến cái cứu cánh an lạc hạnh phúc, đó là Niết Bàn. Đó là toàn bộ cái sự hiểu biết của chúng tôi về câu kệ pháp cú số 290 này. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến toàn thể quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong phước báo mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quy lực đại thần lực, cầu mong quý vị tùy với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 290 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh đại đức chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Vì thượng tọa Minh Thành đã rời rum, và con kính dâng bích đến sư. Bhavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa bhutanupa vena sapa tammanupa vena sapa sankanupa vena soda sote bhavantu te. Cầu xin cho quả phụ tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Giảng pháp xong kia trời mưa to quá trời luôn.